Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn nên lên clip nha. Hôm nay còn mấy món đồ nghề mà người xem coi thử có món nào phù hợp trong gia đình và trong cuộc sống thì chốt nha. Giờ em đi giới thiệu từng mẹ một. Mẹ số 1 là một cái búa nhỏ nha. Cái này đầu búa là 6 cm, chiều dài của cái búa là 18 cm nha. Búa nhổ đinh nhỏ, dùng làm giày rồi cũng được nha, làm giày đập khoáng sản gì đó. Mã số 1 50 ke. Đi mã số 2 một cái kéo bướm ARS nhỏ nha. Nè, có chữ ARS đó mọi người ha, ARS hàng của Nhật. Mũi ra còn xài tốt nha. Cái này chiều dài của nó 14 cm. Mẻ số 2 50 ke. Ni mẻ số 3 một cái kéo đúc nha. Hiện nay chiều dài của nó 19 cm. Mẹ số 3 40 ke. Mẹ số 4 kèm một cái kéo cắt tôn của Nhật này. Nó ký hiệu ra cho mọi người đó, lưỡi nữa là cho rồi, rất mạnh luôn nha. Cái này chiều dài của nó 22 cm. Mẹ số 4 70 ke nha. Mẹ số 5 cái kéo của Kai nha, Kai kéo bếp này dùng để cắt rau nha, hành rồi đủ các loại rau cải rồi á. Tỉa gốc, tỉa cành, tỉa lé rồi. Cái này chiều dài của nó 19 cm nha. Rồi mẹ số 5 anh em test thử coi thử nó bén nha. Kiếm gì test được ta. Cái dây thun nha, thử bén nha, đó. Đó, rất là kéo ca nó bén mọi người. Ha, cắt là bén, đứt ngay. Rồi, mẹ số 5, 40 ke. Đi mẹ số 6. Cái này là các ống nước nóng phi 21 nha, MC Japan. Này cắt thằng tốt nha mọi người, về cứ test thoải mái. Mẹ số 6 phi 21 nha, nước nóng phi 21. Mẹ số 6 100 ke. Tráng nhôm nha. Mẹ số 7 này là cái gì ta, ép gì nha mọi người, nó có hai cái rãnh đây nè, đó, dùng để ép gì vậy. Như đây để nó giữ cái gì á đó, đó, cái sỏ này vô. Này của Nhật nha, ai cần chốt nha. Không biết chức năng nó làm gì luôn. Nó hai cái rãnh như thế này, đó, dùng để ép gì. Đây đầu đây nó có cái đầu lục giác nhỏ mini nữa. Rồi mẹ số 7. Mẹ số 7 60 ke.
Đi mày số 8. Mỏ lết đa năng nha. Cây này thì xài từ 23 đến 32 đó, rất là nhiều số luôn. Nhà này là Heavy Duty Master Warren. Mẹ số 8. Mẹ số 8 90k. Mẹ số 9 kéo bướm nha mọi người. Kéo bướm. Này có chở nhắc nữa. Chữ nhập đó, lưỡi mũi này. Cái này chiều dài của nó 18 cm. Mã số 9 70k. Mã số 10 nên mã số 10 đây. Kéo này dùng để cắt, kéo cắt may đây á. Nhìn nước đẹp nha. Chốt bằng đồng luôn. Chốt đây bằng đồng luôn, bằng tay luôn cho nó nhặt nha mọi người. Cái này chiều dài của nó hình như 26 cm sao á. Cái này chiều dài đó cho mọi người thấy ha, 26 đúng không. Đầu mũi đẹp này. Mẹ số 7. Mẹ số 7 70k. Đi mẹ số 8. À, mẹ số 10 chứ. Mẹ số 10 là 70k, cái kéo 70k nha. Mẹ số 11. Kéo cái tôn nha. Đó cho mọi người. Chữ Nhật đây. Đó. Kéo cái tôn của Nhật này. Đã chốt đồ đàng hoàng. Mẹ số 11 chiều dài của cái này là 24 cm nha. Mẹ số 11 100k. Mẹ số 12 thước góc nha. Này nó đo nhiêu ta, 12 cm à, 12 cm. Chợ nghĩa còn ok nha. Rồi, dùng cái thứ gốc 70k, mã số 12 70k, mã số 13 ok. Đây là cà lê đa năng nè, đó, như mở nhiều loại ốc bô lông vậy đó. Này là hát, cái này là KTC nha, KTC nữa. Người xem đầu nha. Mẹ số 13 190k. Đi mẹ số 14 một cây cưa Gisuke nha, hàng Gisuke Takeaki cứ sát nha mọi người. Mũi nó xài cũng tốt nè, cái lưỡi nó là xài cũng tốt nha. Đây cán nhựa, cán nhựa nên nó rất nhẹ luôn, cầm có thể cán nó đỡ mỏi tay nha. Bè cán nặng nặng cầm mỏi tay nữa. Rồi mã số 14. Mã số 14 30k. Mã số 15 cứ cành nha, lưỡi còn cưa tốt này. Cái lưỡi là chiều dài của cái lưỡi là 23 cm, chiều dài tổng thể là 51 nha. Cưa cành rất là dài luôn.
mã số 15 60 ke, mã số 16 cây cưa của Mỹ nha. Lưỡi nó thiết kế như thế này để cưa mấy cái cành to mọi người. Không, cái cành to mà to vừa vừa thôi, to quá nó cưa không nổi. Đó, cành cỡ cái này, lưỡi này là 13 cm đúng không? Cành cỡ 10 cm là nó cưa tốt. Đó. Cái lưỡi là 13 cm nha, nhưng mà chiều dài tổng thể của nó là 29 cm. Lưỡi cưa của Mỹ nha. Made in USA. Để cho coi mọi người xem cái chữ nha. Đó, mọi người thấy cái chữ mà Made in USA của Mỹ. Cây này của Oregon. Oregon. Mã số 16. Mã số 16 100 ke. Mã số 17. Một cây kéo tỉa nha, kéo tỉa đúng rồi. Này dùng để cắt cuốn hoa trái cây đồ cũng được nè. Cây này có chữ nhật đây nha, chữ đây. Cái góc này, đó, thử. Miệng mồm lưỡi này, lưỡi cũng đẹp nha. Cái chốt nó mất rồi nha, em bờ cột cái dây dây kẽm vô đây, bây giờ ai cần thay vô thì gỡ ra nha, không để dây xài luôn được. Mã số 17, mã số 17 60 ke. Bây giờ đi mã số 18. Hai da bếp nha, hai da hàng bãi. Hả? Hai con này không có chữ nha. Cán nhựa. Điểm đo từng con một. Con này chiều dài của nó là gần 16 cm nha. Bề ngang này là 4 cm. Chiều dài tổng thể là 27 cm nha. Đó, lưỡi con đẹp này. Mua về cắt thịt thì cũng ok rồi. Con này là chiều dài là 20 cm nha. À, cái lưỡi á là 20 cm. Bề ngang này là gần 3 cm. Rồi chiều dài tổng thể là 31 cm. Con này mua về để cắt trái cây, bưởi, dưa hấu. Đó, mấy cái loại mà trái cây mà bự bự á, dùng con này cắt thì đó. Một cặp này mã số 18 70 ke nha, cặp gieo. Em đi mã số 19. Mã số 19 mùng cặp da bếp nha. Này có chữ nhưng mà nó mờ mờ á. Này chiều dài của nó là 15,5. Bề ngang này là 3,5, chiều dài tổng thể là 26. Thế này bề ngang của nó là 6 cm nha. 6 cm, chiều dài tổng thể là chiều dài của cái lưỡi á là 18,5. Chiều dài tổng thể là 30,5 nha. Còn này thì có chữ ở đây đó, y bên tên led gì đây. Rồi cặp dao bếp nha. Cặp dao bếp. Mã số 19, mã số 19 80 ke nha, cặp dao. Mã số 20. Bấm tay nhật nha mọi người. Đó. Để coi thử, tay bấm tay bấm hết trơn rồi. À còn cái bấm thử nha. Đó, bấm cực kỳ bén luôn nha. B
bấm xong nó cái vỏ rớt vô cái hộp này nha mọi người, nên nó không có rơi ra nhẹ, nên bấm này rất là sạch nhẹ luôn. Này rớt vô trong bấm tay này nó dài, em coi thử 10 cm nha. Đó. Đây bát bê gì đây, không rút được cái vỏ ra để xem cái thương hiệu của nó trong, nó nằm trong nha. Thì khui ra sợ gãy quá. Thôi ai mua chốt nha, khui ra nó gãy cái hộp mất uổng. Mẹ số 20 50 ke đi, mẹ số 21 21 chỗ này, cái chỗ đây nó bong này nha, về mua keo dán vô đó. Nó là một cái như nhựa nha, nhựa tổng hợp mới gắn vô thôi. Con này hàng cay nha, hàng cay này, răng miền thì cực sắc luôn đó, bén cay cay da ban này đó. Em này bấm thì khỏi bèn nha, để em test cho mọi người xem. Đó, nghe bấm mình cái chách 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 là bấm rất là bén luôn, bấm hết móng tay luôn rồi, thử hết móng tay rồi nha. Cây này, cây đây chiều dài của nó 8,5, 8,5, mẹ số 21, mẹ số 21 50 ke nha, mẹ số 22. Đây cái màu lết đa năng nha mọi người. Đó. Màu lết đa năng, răng còn xài tốt này. Này nó mở rất là nhiều bộ lông luôn. Đó. Coi thử đo cái bề ngang của cái này thử bao nhiêu. Đó. Cái miệng nó vô bao nhiêu nha. Ha, ra trong đây chứ, quên. Trên cái đầu này đi. 33 cm nha. Be sen 30 mm hả? Mình coi thử. À đúng là 30 mm đó. 30 mm là 3 cm hả? Trên này là 3 cm. Còn trong góc này á, ở giữa đi. Giữa này là 2,5, còn cái lỗ này ốc này là bù lông này là chắc cỡ 18 này đó. Ai cần chốt nha, nó có nhiều thế mở bù lông. Cái này là chiều dài của nó 18 cm nha. Mã số 22, 22 60 ke đi, mã số 23. Rồi. Bộ này là 6 cây tua vít nha, 6 cây tua vít hồ lô của Nhật đây. Cho mọi người xem nha. Bây giờ đối chiếu mấy cây trước, ba cây trước. Đây là hai dịp một qua kia nha. Thêm trước đó đầu mũi đi tốt nha mọi người. Rồi kén này bay em nhỏ trước nha, rồi đo từng cây một. Cái này chiều dài của nó là 15,5, cái này á, cái dịp này là 18, rồi cái nhỏ này ba kia này 15,5 luôn, rồi cái này là gần 20, ba cái này là gần 20 nha. Rồi ba cái này cho thêm mũi nha, một cây dẹp với hai ba cây lớn này á chỉ giờ là gần 20 cm nữa, cho thêm mũi này, đầu mũi này đó mọi người xem. Xài còn tốt nha, 6 cây hàng Việt siêu nha, hàng Nhật. Có cây này là không phải hàng Việt siêu nhưng của Nhật nha.
Cái này ba kia. Chỉ là ba dịp ba ba kia nha. BH1, BH2. Đó, có hai cây tôi vít nhỏ BH1 này. Ba cây. Cây đây nữa. Còn ba cây BH2. Ai cần thì chốt. 6 cây tôi vít của Nhật. Số cây tôi vít hồ lô mã số 23 ham ke. Ni mã số 24. Bộ vít gỗ nha. Ba dịp hai ba kê. Ba dịp hai ba kê. Vít gỗ nó thì đẹp rồi. Để bữa nay vít gỗ khó bán nên lựa mấy cây răng mũi rồi đẹp á. Hai cần chốt. Chỉ dài đo một cây nha, còn nó tương đương hết. Này là 19,5. Mã số 24. 5 cây tôm vít gỗ. Cái này thì lựa kỹ đó nha, chứ không phải lựa tàu leo. Tại vì vít gỗ khó bán á, nên em lựa mấy cây thôi. Vậy coi thử ai cần thì chốt thôi. Đó, đầu mũi này mọi người thêm nước thép này. Đẹp cực kỳ luôn. Mã số 24, 70 ke. Mã số 25. 4 con dao nha. 4 con dao, một dao trượt. Dao trượt của Nhật này. Mấy giờ ba đúng không? Rồi hai dao gập. 4 dao đều của Nhật hết. Đó. Mấy con này nó không được đẹp nhưng mà người về có thể mài dũa gì đó thì mọi người chữ đây. Đó, dao Nhật. Cái này cũng của Nhật nha. Đó, hai con nha. Rồi con này cũng có chữ luôn. Ba con. Con này cũng có chữ luôn. Đó. Alofe. Alofe dao rọc giấy nè. Vừa rọc giấy vừa cái kiếp cành này. Đó. 4 con. Mẹ số 25. 25 100 ke nha. Anh em mã số 26. Cà lê ở đây mỏ lết à, mỏ lết tự động. Cái này thương hiệu của Top nha, chiều dài là 20 cm. Răng miệng đẹp nha. Mã số 26, 80 ke. Mã số 27. Ba cây dũa nha, hai cây dũa Nhật này. Đó, hai cây dũa Nhật, một cây dũa cái gì không biết. Chỗ này của nước nó làm bằng gì ạ, hợp kim gì ạ, nên nó không phải bằng sắt nha, nó không hít này. Còn hai cây này có thể hít đó, nó có thể có 500 luôn, nhưng mà cái này thì không có. Ba cây nha, hai dũa dẹp với một cây dũa như thế này cũng mới luôn. Hai cần phải chốt. Mã số 27. 27 50 ke nha. Ni mã số 28. Bốn cây mà lết nha. Cây này 10 sen, 10 sen hiệu Lotter. Đó. Đang miền này khít này. Rồi cái này 15 sen. Cái này thương hiệu của Top nha. 15 sen. Cái này Toyota nha. Cái này chiều dài của nó là 20 sen, 20 sen của Nhật luôn.
Cái này thì KTC nha, KTC chiều dài của nó là 25 cm. Miệng mồm thì đẹp luôn nè, miệng mồm này mở ra rất đẹp, là ok luôn nha. Này mua về xài là còn tốt luôn á. Mua về dùng á là còn tốt nha, không có hư hỏng gì hết á, xài tốt luôn. Nó có cây độc là 10 cm nha, hiệu Lotter đó. Rồi bốn cây màu led, mã số 28 270 ke. Anh đi mã số 29. Năm cái bốn cái mũi khoan chui gà nha. Ba mũi the kite. Hàng the kite này, ba mũi của the kite, còn mũi kia là sóc và lốt của Nhật luôn đó, the kite đúng không, ba mũi còn mới đẹp luôn này, hợp kim rồi nó còn len keng luôn đó, mũi còn hợp kim nữa còn đẹp luôn. Mũi 12,7, 12,7 đúng không, mũi 10,5, 12,5, mũi 14,5 đó, 4 mũi khoan bê tông. Mã số 29, mã số 29 200 ke nha. Mã số à, quên giới thiệu, mã số 28, mã số 29 là 200 ke, còn mã số 28 bốn cái mũi khoan bê tông luôn đó, cuộn của Nhật luôn. Cái này là mũi 3,4, mũi này 14 nha, 14,3. Rồi một cái mũi mười hai, bốn mũi khoan bê tông. Nay chiều dài của nó là 16,5. Thế cái mẹ số 9 nào chiều dài của nó, để em coi đo lại cho mọi người xem nha. Này là 16 cm. Rồi mã số 30, đây là mũi khoan sắt nha mọi người. Mũi mũi khoan đúng rồi, mũi khoan sắt này, 2 2 4 6 8 10 mũi đó, ai cần thì chốt nha. Đây mũi 9,5 này, HSS nha, mũi này là HSS 9,5, 2 mũi này, mũi này 8,5, 8,5, 7,5 đó. Còn nhiều số đọc được cũng nghe này, 4,5, 5 có mấy mũi đọc được số nữa. Rồi 10 mũi nha, ai cần thì chốt. Mã số 30, 30 150 ke. Đi mã số 31, cái này chiều dài 16 cm nha, kìm mũi nhỏ. Này HSK của Nhật này, đang bị mẹ số 31 50 ke. Mẹ số 32 này Daily, Daily của Nhật này, ký hiệu đây. Mấy cái nói chung cái mấy cái mi kìm mũi tròn này xài ok hết nha, tại vì mấy cái được tuyển chọn nhưng không phải là lừa ảo nha. Mẹ số 32 50 ke. Mã số 33 này là pet, này 16 cm luôn.
bé bé 50 ke rồi 34 này, phui ve nha, phui ve có răng ấy nha, tìm mũi nhọn là có răng hết. Này là 17 ke nha, 50 ke luôn. Kìm nguội này có cái độ chống trượt luôn. Phu ve nha, nhỏ nha, răng miệng khít này. Đó, răng miệng khít. Mã số 35. 60 ke. Cái này chiều dài của nó 16 cm. Mã số 36, kìm nguội Victor nha, răng miệng khít này, đẹp. Cái này chiều dài của nó 21 cm nha, răng miệng khít. Em còn đẹp nha. Mã số 36. 36 100 ke. Đi mã số 37. Tôi viết Mỹ nha, USE này. Đâu rồi? Đây. USE đúng không? Mũi. Đó. Này chiều dài của nó 18 cm nha. 2 4 6 8 10 cái mũi nha. Mã số 37. 37 50 ke. Đi mã số 38. Một cái mũi khoan. Đây mũi khoan 10 nha, mũi khoan 10. Nó ghi chữ luôn, Made in Germany luôn. Đó, hàng của Đức chính hãng đó nè. Made in Germany luôn. Germany, đó. Mũi đầu mũi này hợp kim nó còn đẹp luôn. Đó, mũi 10 nha. Mũi 10 của Đức. Còn mới lên kia xe ben luôn. Đó, này là 16,5. Mẹ số 38, 100 ke. Mình đi mẹ số 39. Cái kìm kìm các bấm kiểm nha. Kìm bấm kiểm hai cần này chốt. Mẹ số 39 30 ke. Mẹ số 40. 2 4 6 2 4 6 8 10 12. 12 nha, 12 mũi quan sát nha. Nhỏ. Có loại mũi chắc cái này chắc phải 2 3 ly vậy nha. Đó. Nhiều mũi khoan đẹp. Ai cần thì chốt. Rồi. Mã số 40. Mã số 40 100 ke. Mã số 41. Mười mũi quan sát nha. Đó. Ai cần thì chốt. Đây là mũi để coi thử. Đây mũi 12 nè. Na chi nè. Mũi 12 na chi nha. Đây mũi 13 vậy. Của na chi nè. Rồi. Ít ke gì đây. Nhiều mũi trong này. Ai cần thì chốt một con sắt nha. 10 2 4 6 8 10 mũi. Mũi khoan đẹp không mọi người. Rồi mã số 421. Mã số 41 20 ke. Mã số 42. 42 là cái cần 3/8 nha. Kia cần của Nhật. Cần đây xài tốt luôn. Rất là nhẹ. Mã số 42. 80 ke, cần kia Toyota nha, Toyota Moto của Nhật đây. 40 ke, mã số 43.
hai kéo nha, một cái kéo bấm cành, một cái kéo tỉa. Đó. Hai cần thì chốt nha, hai kéo không có thương hiệu nha, hàng thường thôi nhưng mà đẹp, răng cỏ rất còn đẹp. Mẹ số 43 120k, đi mẹ số 44 thước 2m nha, thước 2m. Mẹ số 44 50k. Thước 3,5 m này. 3,5 m nha. Từ nghĩa rõ ràng. 45 60k. 46 thước 5,5 m. 5,5 m. Cái này là của Tajime nha. 46 70k. 47 thước này cũng 5,5 m luôn. 47 80k. Rồi đi mã số cuối cùng là mã số 48. 48 một đầu khúc hiểu nha, 1/2 nha. Cái này của Stone Japan nha, Stone Japan. Rồi một cái cần 1/2 của Nhật này, Japan đúng không? Cần này cũng Stone luôn, xài tốt nha, 1/2. Rồi cần nối ngắn 12,7 KTC nha. Cần này 12,7 mili hả? Mili là cái gì? Cái đầu hả? 1/2 nha. Cần 1/2 KTC luôn. Cần khúc khỉu đó. Còn bu lông đều của Nhật hết nha. HTC 11 đó, từ thông số khác nhau hết nha. 14,5 17 11/16 này, 13 cái này là 19 19 13/16 và cái cuối cùng này là 23 đó. Bộ đây nói chung là nó đầy đủ, hầu như là đầy đủ rồi đúng không? 2 4 6 8 8 đầu tiếp, một cần khuỷu, một cái đầu của khúc khuỷu, một cần nối ngắn, rồi cần gật cù, một cần tự động đó, nguyên hộp, hộp xịn sò luôn, hộp KTC đó, hộp KTC xài cực kỳ là cứng kép và chắc chắn luôn. Nguyên hộp này là số 48 550k nha, 550k. Ai chuyển khoản bao ship luôn. Đó. Rồi cuối video xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Phí ship là 30k nha. Phí ship là 30k, một mã cũng 30k mà nhiều mã cũng 30k. Nên mọi người ráng mua mấy mẹ cho đỡ ăn ship nha. Do bữa giờ quên nói em gửi bên Việt Nam Post á, Việt Nam Post bên bưu điện á, nên nó đơn hàng nó có thể chậm một chút, nhưng mà bảo đảm rằng với khách là đơn hàng này em cũng gửi hết á, không bao giờ mà nhận hàng mà không gửi nha. Rồi với lại một là gửi bên Vietnam Sport,
với hai là gửi bên giao hàng tiết kiệm. Giao hàng tiết kiệm nó nhanh nhưng mà nó cước phí nó đắt nha. Thường thường giao hàng tiết kiệm thì em hay gửi vào thứ bảy chủ nhật, bên bưu điện nó nghỉ á, là gửi bên giao hàng tiết kiệm hả, phí nó cao, nó có thể 35 40 ngàn đơn, 30 đến 35 hả. Nên thường thường em hay gửi bên bưu điện cho nó giá nó rẻ với giá nó bình dân hơn chút nha. Rồi, của VN xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin dừng clip tại đây.